thình gỗ cha mẹ mà hành lễ như vậy mỗi ngày 2 lần. Vợ sau vợ của ông sanh ra lòng bực tức, dùng kim châm vào tay tượng gỗ xem có gì lạ không. Nhưng không ngờ tức thì có giọt máu chảy ra. Đến bữa Đinh Lang dâng cơm như thường lệ, khi nhìn thấy tượng gỗ rưng rưng nước mắt, kẻ tay lại chảy máu. Ông xem xét kỹ mới biết là vợ ông đã làm. Ông lập tức liền viết ly thư từ bỏ vợ ngay. Có kệ khen rằng: khắc mộc vi phụ mẫu, hình dung tại nhật thân, ký ngôn chư tử điệt, các yếu hiếu song thân. Khắc gỗ thờ mẹ cha, hình hài như lúc sống, nhắn bảo cùng con cháu, hiếu thảo với song thân. Hồi quốc di thân, dấu quýt cho mẹ, hiding oranges for his mother. 6 tuổi thiện tâm đã lộ ra, bao đời tích phước giống con nhà. Theo cha đến viếng nhà viên thuật, dấu quýt hầu mong biếu mẹ già. Lộ chuyện mới hay con hiếu hạnh, chủ nhân mến khách tặng thêm quà. Thiên chân lục tích thời nay hiếm, giáo dục sao cho tánh thật thà. Tết Nhi, cha muốn dẫn con tới nhà viên tướng quân, con có muốn đi không? Dạ, hài nhi xin vâng lời, xin cha chờ giây lát để con nói với mẹ một tiếng. Mẹ, con muốn theo cha đi tới nhà viên tướng quân. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhé, con sẽ trở về rất mau. Tết Nhi, con còn nhớ mẹ đã dạy con những gì không? Dạ, đương nhiên là nhớ rồi. Mẹ dạy con phải có lễ phép, phải biết giữ quy củ, tôn kính trưởng bối, như vậy mới là một đứa trẻ ngoan. Ngoan, Tết Nhi mau đi đi, kẻo cha con chờ lâu. Dạ, con biết rồi. Bướm bướm, ngươi muốn bay đi đâu? Con muốn đi theo ta làm khách không? Lão gia, Lục tiên sinh đã tới. Tốt, ngươi hãy lui ra. Ấy, Lục tiên sinh quang lâm, ngạ mổ chưa kịp nghênh đón. Thật thất lễ. Tướng quân thật khách sáo. Tết Nhi, mèo bái kiến viên tướng quân đi con. Tết Nhi xin bái kiến viên tướng quân. Tết Nhi mau miễn lễ, để ta lấy trái cây chiêu đãi vị tiểu khách này. Hãy vào trong Lục tiên sinh, xin mời ngồi. Tết Nhi, hãy ăn thử xem có ngon không. Đây là những trái cây mua ở xa vừa mới đem về. Cảm ơn Dương Tiến Quân. Trời cũng không còn sớm nữa, Lục mổ xin phải cáo từ. Ấy Lục tiên sinh, đợi một tí nữa để dùng cơm luôn. Ông cùng ta phải uống say sưa một phen.
Đa tạ tướng quân đã tận tình tiếp đãi, chỉ là trời cũng tối rồi, thơ tử chắc đang ngóng trông ở nhà. Tích Nhi, mau nói lời từ biệt Vương tướng quân đi con. Tích Nhi, con đến chỗ ta làm khách, sao lại giấu quýt của chủ nhân như thế kia? Đứa nghịch tử này, dám trộm đồ, con thật là... Con hãy quỳ xuống cho cha. Nghịch tử, con còn có mặt đỡ khắp sao? Ấy, Lục tiên sinh, chỉ là đứa trẻ thôi mà. Chuyện như vậy là bình thường, tiên sinh không nên giận quá. Nghịch tử, nói, vì sao lại dám lén giấu đồ? Mẹ thường ngày rất thích ăn quýt, mà các trái quýt ở nhà Viên tướng quân rất là ngon, nên con mới muốn đem về nhà để biếu mẹ. Hả? Thật nghĩ không ra. Tích Nhi còn nhỏ tuổi mà đã có tấm lòng hiếu thảo, thật là hiếm thấy. Hãy đến đây, con mau lấy thêm nhiều trái quýt để đem về nhà biếu cho mẹ con. Không được đâu. Viên tướng quân, Tích Nhi biết lỗi rồi, Tích Nhi sẽ không dám nữa. Thân xin tướng quân hãy trừng phạt. Trừng phạt? Tích Nhi, hôm nay ta muốn thưởng cho đứa bé biết hiếu đạo này. Lại đây, hãy lại đây. Lục tiên sinh thật là có phương pháp dạy dỗ đó. Không dám. Tiểu Nhi đã thất lễ khiến cho tướng quân cười. Tích Nhi, mau cảm ơn Vương tướng quân đi con. Cảm ơn Vương tướng quân. Vào đời nhà Hậu Hán, có một em tên là Lục Tích, mới vừa lên 6 tuổi mà đã biết hiếu thảo. Một hôm em theo cha sang quận Cửu Giang để viếng thăm nhà Viên Thuật. Khi đến nơi, Viên tướng quân lấy trái cây dọn để tiếp đãi. Lục Tích thấy có quýt ngon nên bèn lấy 2 trái bỏ vào trong túi áo. Nhưng khi chào Viên tướng quân để ra về, vô ý làm rơi trái quýt ra ngoài. Bấy giờ Viên tướng quân mới nói đùa: "Này anh bạn trẻ, hôm nay con đến chỗ ta làm khách, sao lại giấu quýt của chủ nhà như vậy?" Lục Tích liền quỳ xuống và trả lời: "Mẹ con rất thích ăn quýt, nhưng vì thấy có quýt ngon, con muốn lấy hoài quả đem về dâng mẹ." Viên Thuật khen là người con chí hiếu nên biếu tặng cho nhiều quýt mang về. Có kệ khen rằng: "Hiếu đệ giai thiên tánh, nhân gian lục tuế nhi, tụ trung hoài lục quốc, di mẫu sự kham kỳ." Tánh trời vốn hiếu đệ, thế gian trẻ lên xấu, giấu quýt trong vạt áo, dân mẹ thật diệu kỳ. Hành dông cung mẫu, làm thuê nuôi mẹ, working to support his mother. Gian cách mất cha thuở ấu thơ, nhà nghèo nuôi mẹ hiếu vô bờ. Gặp thời loạn lạc thêm khốn đốn, cõng mẹ đó đây chẳng chốn nhờ. Thoát nạn cấp đường nhờ hiếu thảo, hạ bì tận lực nhện xê tơ. Lừng danh hiền đức nên quan chức, còn chảnh yêu dân hiếu mãi thờ. Mẹ, mời dùng cơm. Ây da, Cách Nhi. Không may rồi, sắp chết đến rồi. Mau chạy càng xa càng tốt. Cách Nhi, con hãy cùng họ mau chạy trốn đi. Mẹ, thế còn mẹ thì sao? Ây, mẹ đã già rồi, nhúc nhích còn không nổi, huống chi là chạy.